Xin chào những người yêu nhạc và yêu cây đàn guitar trên kênh YouTube của Phương Phạm. Hôm nay Phương làm một cái clip về kỹ thuật. Đó là Phương sửa lại chiếc micro. Đây là một chiếc micro cổ sản xuất năm 1963 của hãng Sony. Một trong ba chiếc micro được đánh giá cao. Đó là Sony C38B, Sony 48C và chiếc cuối cùng rất cao cấp đó là cái Sony C800G. Đấy, như cái phiên bản là C800G của Sony là bây giờ quý vị có thể tra trên mạng, nó giá trên 10.000 đô. Giá sách của nó khoảng 25.000 đô. Còn chiếc C48 thì mua cũ trên thị trường nó khoảng trên 4.000 đô. Còn cái chiếc micro này là Phương mua 2.100 đô. Đấy, một chiếc micro cũ nhưng mà chất lượng còn tốt. Tuy nhiên Phương đang tiến hành để độ chiếc micro này. Thế thì là Phương sẽ tháo nó ra để cho quý vị có thể xem cấu tạo một chiếc micro. Với chiếc micro Sony ấy, sản xuất năm 1963 thì đến thời điểm này nó xấp xỉ 60 tuổi rồi, linh kiện hỏng rồi. Thì Phương đã thay thế được một số linh kiện rồi. Bây giờ thì hôm nay thì Phương sẽ làm clip này để hoàn thiện toàn bộ cái phần độ cho nó. Để hoàn thiện cái micro này là Phương bỏ ra hơn một tuần đấy, tỉ mẩn để thay những cái linh kiện. Thì là quý vị biết đấy là những cái tụ điện này đấy, đầu tiên là phải có những cái tụ rất tốt đó. Đấy, ví dụ đây là tụ của hãng Breakgate này. Đấy, cái tụ Breakgate bé xíu như thế này nhá, là Phương mua cũng hơn 1 triệu đồng, 1,5 triệu. Mua cũ người ta để lại cho đấy. Đúng chỉ số 47mm, 16V. Còn đây là chị tụ của hãng AudioNode này. Đấy, ngoài ra thì là những cái tụ của hãng Seraphine, đấy, chân mạ vàng. Đấy. Thế thì là tại sao lại phải thay? Vì là những cái tụ cũ nó đã hỏng rồi. Đây, ví dụ như tụ mà quý vị chơi audio thì biết, một con tụ bé bé như thế này nó có giá là 4 triệu đồng của hãng Breakgate. Thế thì là hôm nay thì Phương sẽ độ chiếc micro này hoàn toàn là bằng tụ Breakgate. Thế thì là cái micro đầu Phương sẽ tháo cho mọi người xem một tí nhé. Thôi để cái này Phương sẽ tháo sau. Bây giờ là Phương sẽ mở nó ra. Thì cái hay của cái micro này ấy, quý vị thấy là cái nguồn điện 48V được nuôi bằng pin nhé, bằng một viên pin 9V đây này. Đó, cho nên là âm thanh của nó rất hay. Khi mà không sử dụng viên pin này nữa thì có thể sử dụng một cái nguồn điện ảo 48V từ bàn mixer hoặc các thiết bị ghi âm chuyên nghiệp. Thì cái ưu nhược điểm của cái nguồn điện 48V mà sử dụng từ bàn mixer hoặc các cái thiết bị ghi âm chuyên nghiệp ấy, thì nó sẽ gây nhiễu ở chính cái sợi dây này. Sợi dây này dài, 48V mà đi qua sợi dây này là sẽ bị suy yếu và nhiễu, và gây nhiễu cho cái tín hiệu truyền xuống của micro. Cho nên là để giải quyết cái tình trạng đó thì cái phiên bản Sony này đã được sử dụng một viên pin 9V để nuôi cái nguồn điện 48V. Vì đây là micro được thiết kế theo cái nguyên lý là tụ điện, gọi là condenser đấy. Thì condenser là một trong những micro là chuẩn thu âm cao cấp nhất mà các cái phòng thu âm được sử dụng. Những cái phiên bản condenser mà tốt của hãng Neumann gồm những như là U67 này hoặc là M149 đấy, là đều là những cái phiên bản cao cấp mà có giá vài trăm triệu một chiếc micro như vậy. Hoặc là những phiên bản cổ hơn của hãng Telefunken như là U47 sản xuất khoảng những thập niên 40. Thì cho đến thời điểm này, nếu như quý vị tra những chiếc micro Telefunken U47 thì giá nó khoảng trên dưới 20.000 đô. Còn những chiếc micro U47 được repair, được sửa lại, được độ những cái linh kiện tốt lên ấy, thì giá còn đắt hơn rất là nhiều. Thì hôm nay thì Phương sẽ làm cái clip để Phương thay tụ thôi.
Trông thế thôi mà tí nữa thì Phương phải về về tắt camera đi, vì là nếu không tập trung thì sẽ làm hỏng cái micro này. Đấy. Phương đã thay tụ rồi, nhưng mà bây giờ là có mấy cái tụ nó rất là tốt. Phương thay thêm vào. Và hôm nay là Phương sẽ thay cả điện trở nữa nhá. Đây quý vị thấy là về điện trở thì Phương sẽ sử dụng là điện trở của AudioNode chân bằng bạc. Đấy, một con điện trở nhỏ như cái tăm như thế này là có giá 1,2 triệu nhá quý vị ấy. Bé xíu thì xịu rồi. 1,2 triệu đồng một con tụ như thế này, một con điện trở như thế này nhá. Chỉ số gì thì cũng 1,2 triệu đấy. Đấy. Những điện trở như Amtran chân mạ vàng thì nó rẻ hơn khoảng 100-200 nghìn đồng một cái thôi. Không tuổi gì mà so với điện trở. Thì đây là cái điện trở mà tốt nhất thế giới này. Đấy, được dùng trong cái mục đích high-end, ví dụ như là các cái mạch thoát cathode của âm ly bóng đèn đấy, thì được sử dụng những cái điện trở này. Hoặc nếu mà có những khách hàng mà chơi sang trọng thì là một cái âm ly đầu tư hàng trăm triệu tiền điện trở như thế này đấy. Thì trong một cái chiếc micro mà Phương độ đây thì Phương đã thay điện trở rồi, mất 3 ngày rời để thay những cái điện trở li ti ở trong cái mạch micro như thế này. Thì bây giờ đây là Phương sẽ quay cận cảnh hơn để quý vị xem nhé. Bên cạnh Phương đây là chiếc đồng hồ để đo cái chất lượng của linh kiện. Đồng hồ LCR này, nó có thể đo được cái chất lượng của các cái con tụ điện. Đấy, ví dụ như là tụ Blackgate. Con tụ này có cái trị số là 47 mi ấy, thì là Phương có thể đo cho quý vị xem nhé. Đây 47 mi. Đo cho quý vị xem thì là đây, quý vị thấy là ở trên đồng hồ này là Phương cho điện áp 1V và đo ở tần số là 1 kHz thì là nó còn là 42 mi nha. Và đặc biệt là ba cái số đằng sau này, nó chỉ có ba cái chữ số thôi thì nó báo hiệu con tụ còn rất tốt. Và khi mà Phương tăng lên đo ở tần số là 10 kHz ấy, thì quý vị thấy là nó sẽ còn là 34 mi. Và cái số sau đây của nó đây thì báo hộ là con tụ này rất tốt, hoạt động mà vô cùng tốt đấy. Thế thì những cái tụ mà nó không tốt thì bây giờ Phương lại đo một con tụ chất lượng nó không tốt mấy nhá. Thì là Phương sẽ lấy một cái con linh kiện mà Phương đã từng tháo ra ở cái trong chiếc micro này để quý vị có thể hình dung hơn là đây là cái tụ zin mà Phương đã tháo ra từ chiếc micro, thì quý vị có thể thấy là đo ta sẽ thấy cái thông số nó như sau. Đấy. Tất cả đều phải bằng đo đạc. Đấy. Con tụ này này, đây. Thế thì quý vị phải thấy là ở cái tụ này thì đang hiện lên là 45 mi. Đấy. Cũng rất tốt về cái chỉ số đo mi, nhưng bù lại là quý vị thấy là cái con số sau nó dâng lên 4 hàng số rồi. Đơn vị đấy, hàng phần nghìn rồi. Trong kia, con tụ Blackgate chỉ đơn vị phần trăm thôi. Nhưng mà khi mà Phương tăng lên đo tần số 1 kHz thì quý vị thấy nó lại tụt xuống còn 21 mi. Đấy, mà trong khi con Blackgate là nó là 38. Có nghĩa là con tụ này nó không thể tốt được nữa. Quất rồi. Âm thanh qua con tụ này sẽ mờ nhạt, chưa kể cái chất lượng tụ này thì không có cửa gì. Nên đấy là một cái phương pháp đầu tiên để mà đo kiểm những cái con linh kiện đạt chất lượng hay không. Thế thì bây giờ là Phương sẽ tiến hành là thay thế cái tụ điện. Tất cả những cái tụ điện ở đây ấy, là Phương đã được đo kiểm rồi và mới. Đấy, những con điện tụ ở đây là mua là toàn là tiền triệu hết đấy nhá. Điện trở tiền triệu hết đấy. Thực tế là cái con micro này là giá là mua là 2.100 đô. Đấy. Nhưng mà cái linh kiện mà Phương thay vào, điện trở và tụ và để thay và các cái sợi dây ở trong nữa là Phương thay cũng khoảng 2.000 đô. Đấy. Thế thì là tí Phương sẽ nói về cái sợi dây. Cái sợi dây mà Phương thay trong cái micro này là Phương sử dụng cái dây mà
trong sử dụng trong để thay thế các cái đầu đĩa than high end ấy, của hãng Nordot này đấy, hoặc là hãng Audionode đấy, bằng bạc 6 số 9 thì thực tế là Phương đã thay rồi đấy, Phương có những cái sợi dây để Phương thay, giá những sợi dây thì quá đắt. Đây này, Phương vừa tháo ra, Phương nói chuyện vui với anh em một tí. Ví dụ là quý anh em thấy nhá, là nó hơi nhỏ. Đây, cái sợi dây mà nó bé màu đỏ đỏ trong đây này. Đấy, đỏ đỏ chạy đây này. Là cái sợi dây được tháo, được lấy từ cái sợi dây mà từ kim đĩa than ấy, high end ấy. Tức là một anh bạn anh mua một cái bộ dây ở để nối từ cái đầu thép, đầu kim đĩa than ra cái cần ấy, thì là cái bộ này nó bán khoảng 2.000 đô ấy. Thì anh bạn anh mua về thì chẳng hiểu sao là ngồi mang ngắm nghía thế nào để trẻ con nó nghịch, nó bị hương vãi. Sau đó thì anh ấy tìm được một sợi dây này nằm trong máy hút bụi thì anh tặng Phương. Thì có nghĩa là cái sợi dây đỏ đỏ này trị giá 500 đô rồi. Đấy, 500 đô mà Phương sẽ thay cho cái dây là dây hôm qua là Phương đã thay là của cái dây ở trong máy, trong cái micro này. Đấy, nó ngắn cái thế này thôi. Chất lượng nó gọi là vừa phải thôi, chứ nó không thể cao cấp bằng sợi dây này được. Thì đây là những cái mà Phương thay. Còn bây giờ là Phương sẽ tiến hành thay tụ. Nên làm cái nghề nghịch điện tử này thì nó không được sạch sẽ lắm, lúc nào trông nó cũng lụm thuộm lắm này. Đấy. Thì là thay. Ngồi này phải dạng chân dạng tay ra để kẹp nắm, để hàn. Đấy. Thì quý anh em vừa xem thì vừa thông cảm nhé, Phương sẽ thay một con tụ thôi. Sau đó thì Phương sẽ làm xong xuôi cái điện, cái micro này thì Phương sẽ review. Úi dồi, bị chuột rút chân. Rồi tư thế nó khó mà. Vừa làm lại còn vừa quay clip nữa thì khổ rồi. Cái mạch nó nhỏ lắm, nếu mà không khéo tay ấy là nó bị vỡ mạch. Đây. Thì là cái tụ này là tụ 22mm nhá. Thì bây giờ Phương quý vị có thể nhìn rõ cái đồng hồ Phương kê một tí này. Đây, Phương kê cái đồng hồ để quý vị nhìn thấy 22mm thì Phương sẽ đo cho quý vị thấy nhá. Tụ vớ vẩn. Ngày xưa ấy, người ta làm ra cái micro rất đắt tiền, nhưng mà cái thời điểm đấy ấy, là người ta chưa chú trọng để làm các cái linh kiện chuẩn high end. Những cái tụ này có mua bây giờ mới chỉ độ khoảng 5.000 đồng, trong khi đó Phương thay những cái tụ như bracket như này vào nhá là 1.500.000 đấy, Phương mua. Và cũng phải là săn, bracket nó dừng sản xuất rồi cho nên là cũng sưu tầm. Thế thì là bây giờ Phương sẽ cho quý vị thấy, nếu đo cái tụ này ấy ở 1 kg hạt thì nó là 20 mm, nhưng các vị thấy đằng sau cái đồng hồ này các con số này nó nhảy loạn xạ lên này. Đấy. Đấy. Và nó dâng rất là cao đến phần vạn rồi. Đấy, đây này, 4 con số này, phần nghìn rồi, 20 mm. Nhưng nếu mà tăng lên này, điện tăng lên ở 10 kg hạt thì quý vị thấy là nó còn có 10 mm thôi, vứt đi rồi. 10 mi thì hoạt động cái gì nữa. Đấy. Thì Phương sẽ đo cho quý vị cái con tụ mà Phương sẽ thay thế nhé. Thứ nhất là con tụ trong dung tích lớn hơn này, cũng 22 mi. Đây, quý vị sẽ thấy là nó tốt ở chỗ này. Đây. Thế thì là cái con tụ này đo là nó đang ở 19 mm. Đấy. Gần chính xác, nhưng mà cái số này không quan trọng bằng cái số này khi mà đo lên cái tần số là 10 kHz này. Đấy, nó lên 17, nghĩa là nó tụt rất là ít. Mà trong khi đó là micro nó hoạt động ở cái dải trung âm từ 300 Hz đến 1000 Hz là rất quan trọng. Cái giọng hát con người hay nhạc cụ nó đều ở trong cái dải tần này. Đấy, ví dụ chẳng hạn như loa đài hay micro thì cái dải nó ra, ví dụ con micro này dải nó từ 30 cho đến 18.000 Hz. Thế thì là trong cái khoảng 10.000 kHz này thì cái tụ nó phải như thế này nó hoạt động. Thế nên cái tiếng trung trầm ấy, thì ở những con tụ này rất là tốt. Đấy, đo như thế. Thì bây giờ là Phương mới tiến hành thay. Thế thì là
Phương sẽ thay con tụ này vào nhá. Và con tụ kia thì mở ra rồi. Tuy nhiên là khi quá trình mà đã tháo con tụ ra, quý vị là một phải có những cái máy hút thiếc này, hoặc là không là phải có một cái dùi đặc biệt như thế này đấy. Và khi mình làm mình phải dùng vỏ hàn, mình cho cái này nó nóng lên để truyền nhiệt thì ví dùi qua cái lỗ, bởi vì là nếu không cẩn thận ấy, thì toàn bộ là cái mạch nó sẽ bị vỡ nhá. Đấy. Đấy, Phương vẫn đang làm và vẫn tiếp khách. Đấy, quý vị thấy là để thay cái tụ ở đây thì rất đơn giản. Nhớ là phải âm dương phải đúng nhá. Đấy, âm dương phải đúng chứ không thì là sẽ vứt đi. Đấy. Thế thì là cái tụ này khi mà thay đây là ta phải ớm này, bởi vì là cái tụ tay vào to hơn và các cái linh kiện con điện tử nằm đây nó che chắn nên mình bây giờ không thể bẻ đi được, bây giờ mình phải ấn cổ nó vào. Đấy, để xem là lắp cho nó gọn gàng. Ok xong. Thế thì là bây giờ thì tạm thời ấy là mình siết một cái con ốc vào để định hình nó. Nó khổ lắm ấy. Có khi là cả đêm chỉ thay được một con tụ thôi. Vẫn phải làm. Đấy, ta định hình nó vào. Làm xong tí tại nó mở ra, rất cẩn thận không nóng vội được. Đấy. Quá tay cái này nó vỡ mạch ngay. Đấy. Vậy thế xong, bây giờ là Phương sẽ tiến hành thay. Đấy. Chiếc này là mua 100.000 đồng một mét nhá, chiếc bạc. À, thì bây giờ là Phương sẽ tiến hành cắt ra đi này. Cắt ra đi. À. Rất khéo, không có là... Đấy, phải có kính lúp to này, xem có mối hàn là kiểm tra. Mối hàn nó bẩn quá phải hàn lại. Tạm thời thế là được rồi, sau đó thì bây giờ là phải cắt. Dùng cái kiểu cắt ra đi. Gỡ này ra. Đấy, để cắt các cái chân tụ thì tốt nhất là dùng một cái bấm móng tay. Không có cái kìm nào mà thay cái bấm móng tay được. Đó. Hàn xong người ta cắt nó. Sau đó lại dùng cái loại siêu kính lúp để kiểm tra. Đó. Kiểm tra mối hàn nó đẹp hay chưa thì là bây giờ ta sẽ đây. Chấm tí nhựa thông. Tí nữa ta sẽ lau mạch sau. Rồi, đẹp thế. Rồi. Lần thứ hai. Đó. Như vậy là Phương đã thay xong một cái con tụ vào đây. Đấy. Thì tí nữa Phương sẽ review tiếp. Sẽ còn phải thay là điện trở này, các cái điện trở này phải thay này, rồi là thay các cái con cái dây này, các sợi dây. Đây Phương có thể tháo cho quý vị xem một chút nữa về cái micro này. Mà tại sao là phải thay? Cái dây để mà sử dụng trong cái micro này ấy. Nếu mà phải mua nhá, cũng nhiều tiền lắm đấy. Đây, Phương sẽ mở cho anh em xem vàng bạc châu báu tí. Cấu tạo của micro condenser. Đấy. Tất cả những cái micro mà có tuổi đời khoảng 50 tuổi ấy,
là quý anh em phải lưu ý là phải thay các cái linh kiện, như là các cái tụ là chắc chắn là hỏng rồi, và các con điện trở nằm ở vị trí huyết mạch thì cũng đều phải thay. Đây, đây nó cũng không có gì ghê gớm cả, mình cứ thần thánh hóa lên. Đấy, quý vị thấy là đây, đấy, toàn bằng vàng này. Tức là cái mặt bằng này, cái mặt rung của nó là giống như cái tụ điện hay cái bản cực tụ điện, quý vị hình dung không? Thế thì là các cái sợi dây này nhá, là Phương cũng phải thay này. Đấy. Đây, quý vị thấy là cái sợi dây màu xanh này. Đấy. Chắc chắn dây mình là tốt hơn rồi, Phương sẽ thay bằng dây audio note bằng bạc 6 số 9 để vào cái vị trí này. Nó có tí mà, mấy vào đây là tầm khoảng 3 phần rưỡi thôi. Mình đang có tội gì mình không thay. Đấy, thay hết này. Micro rất mới. Đấy. Thực tế ra là những cái micro cổ Phương khoái để làm là các cái linh kiện của hắn rất là to. Cái micro bây giờ ấy là nó không được như thế này nữa. Thì tí là Phương sẽ review tiếp, Phương sẽ tháo một cái micro thì Phương sẽ review tiếp nhé. Quý anh em bây giờ Phương sẽ tạm thời đậy cái nắp vào để bảo vệ cái màng. Và anh em nhìn thấy là đồ hàng hiệu rồi đấy, thấy là toàn bộ trong nó mạ vàng 4x9 hết đấy. Đồ audio thì người ta thường là mạ vàng 4x9. Đấy, trang sức thì có thể là pha thêm cái ABC cho nó đẹp, chứ còn là đồ audio các cái điểm tiếp xúc là bằng mạ vàng 4x9 đấy. Đấy thì là đấy, quý vị nhìn thấy không? Đấy, bây giờ là Phương sẽ lắp nó vào để bảo vệ, không may chân tay vít động một cái là chết. Khi nào mình thay thì mình sẽ làm. Tạm thời thì cái clip mà Phương độ cái này là Phương sẽ dừng ở đây. Phương sẽ thay, bởi vì vừa thay vừa nói là kiểu gì là Phương sẽ làm nhầm, không may chạm cái là ăn đòn. Đấy, để bởi vì tháo các cái con linh kiện trong này là vị trí nó ngặt nghèo lắm, quý vị thấy là rất khó khăn để luồn lách mà. Bây giờ nhận nha, từng sợi dây là Phương sẽ bóc tách, Phương thay nhé. Chắc chắn khoảng 2 tiếng sau thì sẽ là thay xong. Đấy. Bây giờ Phương sẽ đóng vào. Đấy, những cái chi tiết khó này là phải nhờ bà xã ngồi là cầm hộ này, khó lắm. Có khi là nửa đêm là ngồi, nên là định bà xã cầm hộ để gỡ linh kiện ra. Tôi thấy là nếu như ai cho Phương cái micro này thì Phương cũng không độ nữa đâu, vì vất vả lắm. Vị trí nó vô cùng hiểm yếu. Đấy. À, mở ra rồi. Đấy, bây giờ là Phương sẽ thay. Bây giờ Phương đang tiến hành đo đạc tụ điện. Đây là chiếc tụ được tháo ra từ chiếc micro Sony C38B sản xuất năm 1963. Tụ này có tuổi đời là 60 tuổi rồi. Phương sẽ đo 33 mi, và trên đồng hồ đang hiển thị ở là 27 mi, và cái hàng số đằng sau dâng rất là lớn đấy này, đến hàng 1, 2, 4 con số này, 2000 mấy đấy. Số này càng to thì chất lượng tụ càng kém, và đang đo ở cái tần số là 1 kHz, điện áp là vào 1V. Bây giờ Phương sẽ đo ở tần số là 10 kHz thì cái tụ này nó bị tụt xuống còn có 7,5 mi này, và những con số đằng sau 1, 2, 3, 4, ôi dồi, 5, nó dâng lên là hết số rồi, hết nhẹ rồi. Có nghĩa cái tụ này đã bị hỏng rồi nhá. Mặc dù chưa sử dụng, cái micro này chỉ sử dụng khoảng một vài giờ thôi, vì nó là Phương mua còn nguyên cả cái hộp. Nhưng mà vì 60 năm cuộc đời cháu nó về già rồi. Bây giờ Phương sẽ đo thử cho quý vị xem một cái con tụ điện audio note này. Đây. À đây là tụ Blackhead nhá. Tụ này siêu đẳng. Phương phải để lắp vào là Phương phải cắt ngắn này. Cắt ngắn chân đi và nối cái chân thật bé vào cho nó gần lại với nhau để phải đút qua, vì cái mạch cái khe nó bé lắm. Thì Phương sẽ đo cho quý vị thấy là nó hàng hiệu nó sẽ như thế nào nhá. Đo là biết ngay chất lượng. Đây, Phương sẽ đo cho quý vị thấy là
ở cái mức điện áp 1V và 1 kHz thì là cái tụ này là 42 mi, và đằng sau là chỉ 3 số nữa, 5, 3, 3, 3, 4, nó nhảy nhảy đấy, số càng nhỏ thì tụ càng xịn, mình hình dung như thế. Bây giờ Phương sẽ dâng lên này đấy, 10 kHz thì nó sẽ là 35, có nghĩa là ổn định như vậy cơ mà. Vì dâng lên tầm này thì đằng sau này nó mới dâng lên con số hàng nghìn này. Thì mà khi mà hoạt động ở những cái tần số cao này là tín hiệu không bị méo đâu. Nhưng mình đo vì cái con tụ này là nó gần như là nằm ở vị trí là tụ liên lạc đấy, như kiểu là dạng là nối tầng đấy, tụ tụ truyền tín hiệu chứ không phải là tụ cung cấp nguồn nữa. Thành ra là vô cùng quan trọng con tụ này. Đấy. Khi mà Phương kiểm tra mạch của chiếc âm ly thì Phương thấy là cái chỉ số 47 mi này đó là huyết mạch, cho nên là phải dùng bờ gate nè. Thì cái tụ chất lượng tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, quý vị hình dung đấy, nó đo là từ 1 kHz là 42 lên 10 kHz là 35 là chuẩn đấy. Hiếm khi con tụ nào lên được cái đáp ứng ở đâu. Thế bây giờ Phương sẽ đo con tụ zin tháo máy này nhá. Tụ này 47 mi và điện áp 16V của chiếc micro Sony. Thì Phương kẹp ở đây. Tuổi đời cái tụ này 60 năm rồi, thậm chí còn hơn. Đấy, thì quý vị mới thấy là 47 mi thì trên này là 45 mi và đằng sau đây là cái số là dâng quá to này. Đấy, nhưng mà đây là Phương sẽ tăng lên này, đo ở 10 kHz nó xuống 22. Quý vị thấy là khủng khiếp không? Đấy, nó xuống như thế này thì làm sao mà cái giải tần mà nó ổn định được. Tụ này còn khá đấy, nhưng mà chất lượng như thế này không thể chấp nhận được, cho nên cứ phải bleed gate thôi. Đấy, bây giờ là Phương sẽ đo cái con tụ chỉ số 22 mi. Đấy, 22 mi ở tháo ở cái micro Sony. Mắc mũi kém quá. Đây, quý vị nhìn thấy là ở 1 kHz ấy, thì cái tụ này là 22 mi, nó còn 20, có vẻ khá ổn định. Tần số này thì là ok, tụ nào cũng hoạt động tốt, nhưng mà bắt đầu dâng lên này, thấy chưa, nó tụt một phát xuống giờ còn 10 mi à. Lúc nãy đo 7 mi giờ là 10 mi, thế là có điện áp và là nó hồi phục một tí, các cái vách ngăn của tụ nó bị phá hủy rồi, vứt rồi. Cho nên tại sao mà cái micro Sony khi mà chưa thay những cái tụ này thì tiếng nó chưa đáp ứng được cái giải tần, tiếng nghe nó vẫn cứ oang oang và nó bị mờ ở một số cái giải tần ấy, khi mà làm mix nhạc thì mới thấy là nó vứt đi đấy. Nên là hôm nay Phương sẽ đo cho các cụ xem là linh kiện thay thế như thế nào. 19 mi nhá. Đấy, cái con tụ này mới cứng, nó đề 22 mi nhưng mà cứ tất cả đo hàng trăm con thì nó cũng đều là 19 mi 3 đấy, và ba con số, chỉ có ba số thôi. Nhưng mà quan trọng này. Đây, quan trọng là dụ đang đo lên 10 kHz thì 17, 19 xuống 17 là ok rồi, quá tốt. Siêu đẳng. Hoạt động của tần số này, con tụ này tuyệt vời. Cho nên là khi mà chiếc micro ấy được đầu tiên thay những cái tụ liên lạc này là đã tuyệt vời rồi. Ngoài ra một số cái tụ không phân cực rất nhỏ, chỉ số nhỏ lắm là Phương cũng thay, vì là Phương thay xong là quá trình tháo cái tụ gì nó bị nát hết là Phương không ấy. Và đây quý vị thấy là điện trở thì các chân audio thì sẽ có mấy con điện trở này. Đầu tiên là các cái điện trở ví dụ như là anh em lắp rè là Amtran chân mạ vàng này. Thì cái con điện trở này nó chỉ 100.000, 90.000 hoặc hơn 100.000 một con thôi. Nhưng mà sang điện trở của Kondo Note đây, con điện trở đã đắt nhất. Đắt nhất thì là với giá thời điểm hiện tại là Phương mua là 1.280.000 đồng một con điện trở bé tí này nhá. Đây, vừa rồi là trong cái micro Sony là Phương thay 6 con. Tức là 6 con nằm vị trí rất hiểm hóc thì Phương đã cố gắng thay. Trong 2 giờ đồng hồ thì Phương đã thay xong 6 con điện trở này. Thì là chắc chắn là hay rồi. Đây, vừa rồi là sau 2 tiếng thì Phương đã hoàn toàn thay thế nốt những cái phần còn lại. Thì quý vị thấy là toàn bộ là tụ bracket này, full bracket. Và ngoài ra này,
Riêng cái sợi dây màu đỏ của vệ huyết mạch này là trị giá là 500 đô. Ngắn khoảng 4 cm, được lấy từ một cái phần kết nối kim tiết đĩa than hai en nhé. Phương được gọi 500 đô là Phương được anh bạn anh tặng, vì anh có 4 sợi anh bị mất một sợi thì dùng cái gì này, thì cho vào đây, Phương hàn vào đây cũng chẳng biết lùng được. Thì ngoài ra thì là các cái dây con trong đây là Phương đã thay rồi nhé, quý vị xem dây của Phương nhé. Đấy thì là các sợi dây thì quý vị nhìn thấy đây này, đấy toàn dây là bạc vàng châu báu ấy, đặc biệt. Đấy, những cái dây này đắt lắm nhá. Cái dây này là Phương hay độ cho anh em audio là những cái bộ cần tết địa than đấy. Đấy, sản xuất của Thụy Sĩ ấy. Đấy, Phương còn một ít ấy. Trông thế này bây giờ mà nếu mà thay hết địa than thì có mà hàng tỷ đồng này. Đấy, ngoài ra thì là dây bằng bạc 6 số 9. Đấy. Đấy, 6 số 9 của hãng Nốt nhá. Đấy, ngoài kích thước này này, đấy. Tùy cơ là Phương sẽ để thay. Thì nói như vậy quý vị thấy là để có một cái sản phẩm mà ưng ý, tại sao đồ hai em nó đắt như vậy, chính vì là đồ nó quá đắt. Một mét dây này mấy trăm đô thì gì mà chẳng hay. Thì bây giờ là Phương sẽ đóng hèm nhá. Thay xong hết rồi. Dây dở mà dây lằng ngoằng thế này ngồi rất là khéo léo này. Thực ra cái con tụ của nó kích thước rất là bé, quý vị thấy không? Nhưng mà bây giờ Phương cùng chỉ số tụ dung tích lớn, đồ high-end cũng phải to. Nhưng tại sao Phương thích cái micro này? Vì là nó đưa toàn những cái đồ kích thước lớn vào này, lớn lắm hay. Đồ này ghê gớm, hàng triệu mấy bạc một con tụ mua cũ thì nó phải hay rồi. Thì bây giờ Phương sẽ đóng hèm nhá. Micro vừa độ xong. Lần cuối cùng là 2 tiếng thì chiếc micro đã hoàn thiện và yên vị và sẽ không bao giờ sử dụng cái Tolovit tháo lắp nữa. Và bây giờ quý vị đang nghe âm thanh của micro Sony C38B đã được độ hoàn toàn mới. Với chi phí ngót nghét 2.000 đô. 2.000 đô la tiền linh kiện để độ chiếc micro này. Và bây giờ âm thanh của nó rất là tuyệt vời. Tí nữa Phương sẽ thử. Đấy, bây giờ là Phương đang cho tí reverb vào này. Đó, Phương tắt reverb đi này. Alo, 1, 2, 3, 4. Tiếng nó cứ dày khộp lên. Vừa rồi thì Phương đã giới thiệu về chiếc micro. Và Phương không giấu nghề để chia sẻ với những anh em yêu loa đài, yêu âm thanh, yêu kỹ thuật thu âm, làm sao để có một chiếc micro theo ý của mình. Tuy nhiên nhé, 2.100 đô giá mua chiếc micro này cũ trên thị trường, với 2.000 đô tiền linh kiện độ lên, chi phí là 4.100 đô la để có chiếc micro này, thì Phương khuyên quý vị là không nên mua micro với giá tiền 4.000 đô để có một chiếc micro này. Vì 4.000 đô bây giờ là hoàn toàn có thể mua được một chiếc micro Neumann M149 mới cáu cạnh. M149 hay lắm. Và có thể thêm một chút tiền nữa, trên 10.000 đô thì quý vị có thể sở hữu micro Neumann U67 hoặc là đầu tư một cái micro Sony C800G với giá là khoảng 11-12.000 đô giá cũ trên thị trường. Nhưng mà với cá nhân Phương thì là cái micro tưởng chừng như là đồng nát này thì bây giờ đã được hồi phục, và theo cái đánh giá của Phương thì nó đã hay hơn là thời nó xuất xưởng. Vì sao vậy? Là thiết kế của cái micro Sony C38B này là rất là tốt. Tuy nhiên là các cái linh kiện được lắp trong nó như là tụ điện và điện trở thì chưa có cái chuẩn high-end như bây giờ. Cho nên là Phương đã thay toàn bộ là full bracket ở trong chiếc micro này cùng với điện trở audio note với giá là 1.280.000 đồng một con điện trở. Và toàn bộ là
những sợi dây nằm ở vị trí thiết yếu trong cái micro này thì Phương đã thay hết. Có một sợi dây gọi là trung tâm để kết nối từ đầu chiếc micro xuống đây thì Phương đã sử dụng một cái sợi dây được một anh bạn tặng. Nó nằm trong một cái bộ mà đi theo cái bộ kim tiết địa than high-end, nó có giá 2.000 đô, thì là một cái sợi đấy là trị giá 500 đô thì anh bạn anh ấy cho Phương. Thì bởi vì là anh bị mất mấy cái ba sợi kia, còn nó trẻ con nó nghịch, thì còn một sợi nó nằm trong máy hút bụi, thì hôm nay Phương đã lắp trong cái micro này rồi. Thì bây giờ là Phương sẽ nói thêm một chút về micro. Ví dụ đây là chiếc micro Neumann 104 bản Flut thì Phương cũng đã độ hết rồi. Còn đây là chiếc micro cũng bản đặc biệt này, bản limited này, màu trắng, bản màu trắng mút một đây này. Thì quý vị thấy là Phương đã tháo ra cho quý vị xem. Đây là một chiếc micro rất là xịn. Đấy, quý vị có thể là hình dung đây này. Đấy, Phương sẽ đưa ra cho quý vị xem. Đấy, với cái đầu thu là mạ vàng dày bình bịch đây này. Và các cái linh kiện dán, và vẫn có hai con tụ này. Đây, hai con tụ này thì là nó cung cấp cái nguồn điện ảo Phantom 48V cho chiếc micro này. Và chiếc micro condenser đời mới này ấy, bây giờ được rất nhiều các phòng thu và các cái ca sĩ mà hát live sử dụng, và bản thân là Phương cũng dùng nó để hát live trên kênh. Nhưng mà Phương đã độ lại một chút. Thật ra Phương trong cái micro này thì là Phương chỉ độ các cái điện trở đây thôi. Tuy nhiên là cái micro này nó khó độ lắm, vì là các cái linh kiện của nó đời mới thì bao giờ nó làm linh kiện dán theo công nghệ nano rất nhỏ, gần như khó thay thế lắm. Với một cái kích thước nhỏ như thế này, nếu mà sử dụng những linh kiện mà điện trở to tướng như vậy thì nó phải một cả một cái hộp lớn như này mới chứa đựng được. Cho nên là những cái micro đời mới bây giờ cũng có cái hay cái dở là không thể độ tốt hơn được nữa. Đấy, tức là khi Phương thay những cái điện trở này thì hoặc là những cái con điện tụ 47mm này thì Phương thay vào thì nó cũng 9-10, sử dụng cái linh kiện rất đắt là này, nó như vậy là chất lượng của những cái micro này nó hoàn hảo rồi, không cần phải độ nữa. Chỉ có điều là cứ mua về thì như thế dùng thôi. Còn nếu như quý vị mà an toàn hoặc nghịch ngợm như Phương thì có thể thay thế một chút linh kiện vào đây nữa. Ví dụ trong cái micro này là Phương thay linh kiện to tướng, Phương phải độ lên, tức là nó phải dày lên cả khối, Phương phải nhỏ keo nến vào để gắn những linh kiện như vậy. Thì đấy là Phương nghịch. Đây là micro Neumann, và quý vị hãy hình dung ở đằng sau đây nó có cái logo micro Neumann nhé. Đấy. Cho nên là những cái micro như thế này ấy, tại sao là giá loanh quanh mua chỉ 20 triệu mà Phương cũng ném vào tới 10 triệu tiền linh kiện rồi. Nên có nhiều quý vị hỏi là micro Phương bao nhiêu tiền, ở Phương rất khó trả lời. Tuy nhiên thì Phương cũng giới thiệu thêm là vừa rồi là đây cũng là một chiếc micro Neumann này, bản là 105, nhưng mà đây là một chiếc micro fake của bọn Tàu nhá. Thì mọi cái nhìn thì nó y chang. Y chang, chỉ có điều là quý anh em mở ra, mở cái micro ra thì sẽ thấy là những cái nó hàng rởm đây này. Đấy, quý vị thấy là đây cái micro rởm. Đấy, anh em hoàn toàn nhé. Đương nhiên âm thanh nó thì đã chán đời rồi, nhưng mà rất nhiều những người mà tin cái hàng giá rẻ thì đi mua sẽ dính chưởng. Bản thân những chiếc micro này ấy, là Phương bị dính chưởng này. Phương mua ở một cái trang mua bán ở nước ngoài không uy tín. Phương thấy nó rẻ thì mua thôi. Bỏ ra hơn 20 triệu đồng mua. Tưởng dễ sơi về nhà hàng rởm. Đấy. Thì đây là cái micro mà Phương đã trả giá. Chẳng có cái gì cả. Đấy, thấy chưa? Đồng tháo ra. Cũng bằng đồng tiện này, đỏ điếc này mà có sợi dây. Ở trong lắp một cái đầu thu của cái micro này nói ở bàn. Đấy, cho nên là cái mạch điện này thì chán lắm. Đã tháo, Phương không hơi đâu. Phương đi tháo cái micro ra, mất thời gian. Đấy, cho nên là mua về thì cũng là một cái bài học. Đây là một cái chiếc micro rổm nhá. Nhìn thì giống lắm. Nhưng mà ấy, cái micro này thì là nói luôn quý vị, nó còn có cái đặc điểm nhận diện là cái đầu thu này. Quý vị thấy là cái đầu thu nó khác nhau hoàn toàn. Hàng rổ với hàng thật này. Hàng thật như thế này, mạ vàng dày khôm khôp.
Đấy, quý vị thấy nó khác nhau chưa? Ngoài ra thì Phương mở thêm một cái micro này nữa. Thì cái micro này là bản Flirt nhưng mà nó sản xuất đầu tiên khoảng năm 2015. Thì có những cái điểm đặc biệt mà Phương cũng muốn chia sẻ với những người mà yêu micro. Đấy, mọi người thấy là nó làm rất ghê. Đấy. Và những cái bản đời đầu này này. Đấy, quý vị thấy không? Nó khác nhau không? Khác hoàn toàn. Đấy, khác hoàn toàn. Đây, quý vị nhìn thấy như thế này. Logo một cái giống nhau, những cái đầu thu này khác nhau. Nhưng mà đã có những cái bản nó làm copy cái đầu thu nó ná, nó cái này khoảng từ 95%. Nó làm ghê như thế đấy. Nhưng mà âm thanh thì không thể giống được. Thế thì là với những cái bản đời đầu như thế này thì khi mà Phương tháo ra, Phương rút ra linh kiện là Phương mới thấy một điều là tuy cùng một hãng Neumann cả nhưng cái bản này ấy, thì cái lớp vàng nó mạ, Phương thấy nó dày hơn, dày dặn lắm. Mở ra Phương đã lấy thử cái dao chổ Phương cạo thử thì cạo mấy nhát thì nó mới trượt ra, nó ra được cái lớp đồng ở trong. Thì là vào cái thời ngày xưa thì là thông thường là cái bản đầu tiên người ta làm rất là tốt. Sau này để giảm giá thành hay ABC gì đó, người ta mạ lớp vàng nó mỏng một chút. Thế đấy là cá nhân Phương suy nghĩ như thế, không biết thế nào. Kể cả những cái linh kiện dán trong đây là Phương thấy là nó cũng, kể cả tụ điện có những cái đời đầu nó lắp tụ nó chất lượng tốt hơn, tụ của hãng Sony sản xuất. Đấy. Thế đương nhiên là mình, nếu mình cẩn thận mình peng nó đi, vứt nó đi, lắp breakgate vào thì nó là kiệt tác rồi. Thì đây là một cái micro, nó là như thế. Cái bản đời đầu thì vàng bạc châu báu có vẻ dày hơn một tí. Thế là đấy là cái con mắt mà Phương nhìn như thế. Còn là quý anh em yêu âm thanh thì hãy đề phòng là đi mua trên thị trường, đừng có tham rẻ như Phương nhé. Mua về tưởng chừng Phương dính hai con này. Đây là cái vỏ rổm này. Đây, vỏ rổm này. Đây cái vỏ micro xịn này. Y chang nhau. Đấy. Y chang, chỉ cái vỏ hàng rổm nó bóng bóng hơn một tí thôi. Gần như không phân biệt được cái đường trong, cái đường kim mũi chỉ. Duy nhất là cái vỏ hộp của hàng rổm thì nó nhìn nó bóng bẩy hơn một tí. Đấy. Và cái mùi nó không thơm. Cái mùi nó như kiểu bằng cái giấy, là giấy tái chế. Đấy. In ấn thì cũng ok, nét. Tuy nhiên nhé, là ở trên thị trường hôm nay những cái micro này ấy, thì nó không phải là hàng đắt tiền thì bọn này nó còn làm dởm được nhá. Bắt trước bọn làm dởm. Chứ còn là quý vị có thể là những cái micro Phương đã gặp rất nhiều rồi, micro Neumann U87, cái bản đấy có những cái bản mà bọn tàu nó copy là giống lắm, giống thì 95-96%. Mở máy ra, mở toàn bộ linh kiện ra soi nó cũng y chang. Chỉ có điều là một số các cái linh kiện mà đặc biệt đấy, ví dụ là như là tụ điện này, rồi là điện trở thì là nó không sử dụng những cái con điện trở tốt, hoặc là cái tụ mà tốt đấy, ví dụ những cái tụ mà trong những cái hãng của Neumann nó sử dụng những cái tụ sản xuất tại tại Đức ấy. Thì là bọn tàu nó làm như thế, nhưng mà nó cái bề mặt này nó nhôm, nó trông nó không sắc sảo bằng, cái đường nét nó không sắc sảo. Còn đại loại nó giống tươi, phải có một con xịn mở ra thì biết. Và khi mà thu tiếng của nó nhé, là với mà cái đôi tai không tinh thì quý vị thấy là cái micro rổm là nó chỉ bắt chủ yếu là ở cái dải trên thôi, nó đi hời hợt dải trên thôi. Còn cái dải trung trầm là rất khó bắt thì là nó không làm được. Thì những cái micro xịn thì nó mới làm được cái điều đó. Cho nên là mọi người thấy là mặc dù Phương alo trên cái micro này nhá, tiếng trung trầm nó dày khủng khộp. Phương đoán thế. Bật tí effect lên này. Alo. Rất hay. Phương chia sẻ như thế về micro, và bây giờ là Phương sẽ hát một thử một bài. Phải nói là hôm nay cái clip này là Phương làm kiệt sức, vì là vừa làm vừa phải tháo những cái này ra, là không đơn giản. Đừng, quý vị đừng có dại dột mà tự tháo nhá, tháo không khéo này nó gãy cái này này. Ở đây là quý vị biết là một cái miếng phíp bằng thủy tinh mà người ta khoét thành cái hình này zig zag để làm sao là nó tạo thành cái lò xo. Khi mà định vị ở trong cái ống kim loại như thế này rồi ấy, thì quá trình khi cắm là nó tạo cái lò xo, nó không, nó gọi giảm sóc ấy. Đấy. Nên mình không cẩn thận nó gãy, đứt gãy cái này là coi chết rồi. Mạch của nó ghê lắm ấy. Mạch cái micro này mạch hai lớp rất là tinh xảo. Và những cái micro này thì là các cái con IC này, nó chạy bị IC là nó xóa hết các cái số đi, nó giữ bí mật mà, giữ bí quyết, nó xóa hết, và nó làm xong thì là nó
nó nhúng vào trong cái kiểu dạng sơn cách điện. Thế thì là bản thân Phương thì cũng đã độ và nghịch rất nhiều những cái micro dạng này rồi. Hỏng thì vứt đi, không có gì cả. Nhưng quý vị thì cũng không nên nghịch vì tháo ra mà không không độ đoàn gì được thì ấy mà cái màng là siêu mỏng, chạm tay cái là hỏng đấy. Dễ hỏng lắm, chụp nó vào. Thế Phương để tạm đây. Hát một bài chơi. Đấy thì Phương lưu ý mọi người là phân biệt micro rổm và micro xịn nhá. Đây là hàng rổm này. Đấy, Phương mua rồi thì Phương chia sẻ mọi người như thế. Bản thân Phương thì cũng không phải là được gặp may mắn nhiều trong quá trình về làm về âm thanh đâu. Mua về hàng rổm rất là nhiều. Mình cứ thấy trên mạng thì nó bày như thế, giá ngon thì mua, nhưng mua về thì là không cãi được, vì là để chứng minh nó thật hay rổm thì cũng không cãi được. Đấy, chỉ thôi thì vứt bố nó đi. Bây giờ Phương sẽ hát bài. Xin nói lời tiễn biệt tuổi thơ, như dòng sông đời quần quần chảy. Khoảng lặng hiếm hoi ngoảnh lại về Phương ấy. Bạn bè ơi, nơi góc bể chân trời, lòng chợt nhớ ai đang ở chốn xa xôi. Phượng đỏ đơm hoa là thêm lần cập bến, rau má vẫn xanh sao chưa về bên hẹn. Lời chia ly hạ nhớ đỏ lòng nhau. Hạ đã chín nồng sao anh mãi chưa về, vẻ cứ ngân nga điệu nhạc buồn ra diết. Chỉ còn lại mình em cùng biển biếc, con sóng nào xanh trong mắt anh. Có lẽ nào mình em với xứ thanh, tự hội ngộ tự chia ly cùng biển. Uống cạn ngày em thương người lỡ hẹn, hạ đã nồng say sao anh mãi chưa về. Mình em với xứ thanh, sáng tác của Phương Phạm. Vừa rồi là Phương hát thử thôi, chứ còn hôm nay giọng kém lắm, hôm nay là hết hơi. Vừa ngồi vừa rồi là Phương làm một clip này mất hơn 2 tiếng để ngồi mà chuẩn bị quay máy miếc các thứ, vừa làm vừa diễn vừa nói, thành ra là hết cả hơi. Và vừa rồi thì Phương cũng chia sẻ với quý anh em về niềm đam mê âm thanh, micro. Thì Phương chia sẻ thôi, anh em xem và hãy nhấn like và subscribe để đăng ký cái kênh của Phương Phạm, để ngày mà được một nhộn nhịp đông vui thì Phương có cái nguồn cảm hứng để làm những cái clip về kỹ thuật, về micro này, về chế tạo loa này, quấn loa này. Rồi sắp tới là Phương sẽ làm những cái clip để chia sẻ về kỹ thuật sửa âm ly bóng đèn điện tử này, độ âm ly bóng đèn điện tử. Thế thì là đấy là cái nghề chính của Phương. Còn đánh đàn thì là một cái góc về góc khuất thôi. À, thì mọi người xem thì là hãy ủng hộ kênh. Và sắp tới thì cái micro này ấy, thì Phương sẽ thu một cái đĩa CD. Trên kênh Spotify, Apple Music này, hoặc Amazon Music. Thì quý vị là vào Spotify, Apple Music và Amazon thì gõ Phương Phạm guitar nhé. Thì Phương vừa ký được cái hợp đồng để sản xuất âm nhạc cho bên Spotify và Apple Music, Amazon Music. Thì quý vị vào đấy để ủng hộ và nghe thử những cái bản thu âm của Phương trên những cái thiết bị Phương tự làm.
Và cái chiếc micro này thì Phương mua nó và Phương độ nó, và Phương sẽ thu cái giọng hát của Hạnh An An với những cái ca khúc về lính trước năm 1975. Thì hiện tại là Phương đã thu được 2-3 bài rồi. Thì tí nữa thì Hạnh An An xuống Phương lại thu tiếp. Và thu trên cái micro này xong, và Phương sẽ toàn bộ quá trình mà làm nhạc thì Phương sẽ sử dụng toàn bộ những thiết bị thời ngày xưa. Ví dụ chiếc Pre của phòng thu của Mỹ đời kìa lắm, nó chạy bằng rất nhiều biến áp, và Phương cũng mua về là thay thế các cái linh kiện bị hỏng như tụ điện trở, hay là Phương xử lý lại phần nguồn để cho nó thật tốt, để có một cái chất âm mà nó giống với cổ xưa nhất. Tức là cái bộ vang vang Phương sử dụng vang lò xo. Quý vị mà nghe những cái cuốn băng trước năm 75 thì được biết là người ta chủ yếu là sử dụng cái vang lò xo, hoặc là vang chạy bằng những cái biến áp để tạo cái vang, chứ ngày xưa nó chưa có những cái kỹ thuật số bây giờ để làm những cái màu âm hiện đại. Cho nên là Phương sử dụng vang lò xo này và những cái micro nó đời đời tống, đời đồng nát như thế này để thu âm, thì muốn tạo ra một cái màu âm nó hơi cổ một tí. Thì không biết thế nào, thì hy vọng trong 1 tháng tới là quý vị lên Spotify là được nghe những cái thưởng thức những cái bài hát do Hạnh An An hát, hát rất hay đấy. Khi thu âm thì Phương sẽ không đánh ẩu nữa, đang là phải phải nghiên cứu cái rất kỹ những cái bản đệm của ngày xưa, có các cụ đệm như thế nào thì mình nghiên cứu những cái tinh hoa để mình bắt chước mình đệm theo. Và Hạnh An An hát thì thấy cũng khá được, thì sẽ có những cái bất ngờ. Sau đó thì Phương sẽ xuất bản lấy CD để đưa ra thị trường và tặng cho những người yêu nhạc, chứ không mang mục đích thương mại. Thế thì cái clip hôm nay thì Phương làm như thế, và kính mong anh em là xem mua vui cũng được một vài trống canh. Xin chào và chúc mọi người, chúc các quý anh em sức khỏe và có một ngày bình an, 1 tháng bình an và cả cuộc đời bình an. Xin chào, tạm biệt.